Chủ tịch Quốc hội đánh giá, phần chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là nhóm vấn đề cuối cùng. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi và các đại biểu tích cực tranh luận, làm rõ nhiều vấn đề. Mặc dù mới nhận nhiệm vụ hơn một năm nhưng Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bộ trưởng đã nắm chắc thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Phần trả lời của Bộ trưởng ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng, cầu thị, thẳng thắn và nhận trách nhiệm cũng như có những giải pháp cho tương lai tương đối cụ thể, Chủ tịch Quốc hội nói. Theo Chủ tịch Quốc hội, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông là nội dung có tính chất đặc thù, là những vấn đề mang tính thời sự, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong đời sống chính trị xã hội, đời sống kinh tế, cuộc sống của từng người dân và hiện đang có nhiều bất cập trong thực tiễn. Những vấn đề chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lần này có những nội dung đã được nêu trong nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 4, tuy nhiên, trong triển khai thực hiện chưa đáp ứng so với yêu cầu, nhất là trong điều kiện bùng nổ của công nghệ thông tin nên nhiều đại biểu liên tục chất vấn, tranh luận. Cùng quan điểm trên, các đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Nguyễn Thanh Hiền Nghệ An đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Tư lệnh ngành công nghệ thông tin. Cũng theo đại biểu này, đương nhiên các đại biểu có nhiều ý kiến, nhiều mong muốn nhưng với vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp bộ thì phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng như vậy là thuyết phục. Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền cũng bày tỏ ấn tượng đối với phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ông nói, lĩnh vực quản lý của Bộ trưởng khá rộng, lại nhạy cảm. Bộ trưởng tuy mới nhận nhiệm vụ chưa lâu nhưng đã nắm rất chắc các vấn đề, giải thích cặn kẽ cho các đại biểu. Ông cũng thuyết phục được các đại biểu khi đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm hạn chế khó khăn, tồn tại của các lĩnh vực.